Kính chào bà con và các bạn đang đến với chuyên mục Chuyện Nhà Nông của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Thưa bà con và các bạn, các đối tượng chích thuốc như bọ phấn, bọ trĩ là nguyên nhân chính gây nên tình trạng đốm héo trên cây ớt chuông, làm ớt bị xoang đọt, quả không thể phát triển được, gây thiệt hại lớn đến năng suất chất lượng của loại cây trồng này. Vậy làm thế nào để phòng trừ các loại côn trùng trên? Mời bà con và các bạn cùng tìm hiểu trong chuyên mục bây giờ. Ớt là một loại cây rất dễ trồng và phù hợp với khí hậu Lâm Đồng. Rất nhiều người đã chọn ớt làm loại cây trồng để làm nguồn thu nhập chính bởi vì ớt mang lại kinh tế cao. Tuy nhiên, loại cây nào cũng sẽ bị sâu hại làm hỏng đi những bộ phận trên cây. Trong đó, bọ trĩ được xem là loài côn trùng phá hại mạnh nhất trên cây ớt. Đặc biệt trong giai đoạn mùa khô, bọ trĩ là loại sâu hại rất nhỏ và mảnh mà chỉ nhìn thấy rõ nhất nhờ kính lúp. Thiệt hại chủ yếu gây ra bởi bọ trĩ cho cây ớt là trung gian truyền virus héo đốm cà chua. Virus chỉ có thể được mang đi bởi bọ trĩ ở giai đoạn non, trong khi việc truyền bệnh từ cây sang cây chủ yếu xảy ra do bọ trĩ trưởng thành. Bọ trĩ trưởng thành có thể truyền virus trong cả phần đời còn lại của chúng, mà có thể kéo dài từ 30 đến 45 ngày. Mật độ bọ trĩ cao có thể gây thiệt hại, làm cho lá quăng và méo mó, hoa biến dạng, và tạo nên những vết từ trắng tới bạc trên lá đằng nhú, thường có những vết bẩn đen nhỏ trong đó. Cái con bò chỉ rồi bột phấn rồi như vậy là khi nó vô quét cái bông á, là cái trái nó sẽ bị méo đi. Nên vì tôi cũng là dùng những cái thuốc của hãng Sikanta để là trừ diệt là với và cái phòng chống là giống như là đi lươn mùng xung quanh để là hạn chế những cái côn trùng bay vô trong vườn. Nếu có thể tránh trồng ớt cạnh các ruộng hành, tỏi hay ngũ cốc, vì bọ trĩ thường tụ tập đông ở những cây trồng này. Ngoài ra, tránh những ruộng gần các nhà kính nơi trồng hoa, vì những loại cây này cũng là vật chủ cho bọ trĩ và virus mà chúng lan truyền. Sử dụng các tấm phủ phản quang đầu vụ để xua đuổi bọ trĩ. Đặt các bẫy dính màu vàng nhằm theo dõi riệp ruồi trắng và rầy cà chua, ghẻ lá vàng và theo dõi sự di chuyển của bọ trĩ. Ngoài ra, áp dụng biện pháp hóa học là cần thiết. Hiện nay các đối tượng dịch hại đang ngày càng phát triển mạnh mẽ trên các loại cây trồng, đặc biệt là tình trạng bọ trĩ phát triển trên cây họ cà như là cà chua hay ớt chuông, làm trùng đọt cũng như là lây truyền virus gây tình trạng xoang đọt. Bác sĩ Nguyễn Sư ạ, hiện nay thì đối với bọ trĩ thì thời gian nào là loại đối tượng côn trùng này phát triển mạnh mẽ nhất ạ? Cảm ơn chị Anh. Thưa bà con, côn trùng gây hại hiện tại là gây hại rất là lớn trên cây họ cà như là bọ trĩ, bọ phấn. Những loài côn trùng này thường phát triển mạnh mẽ vào giai đoạn trời nắng khô và giai đoạn giao mùa thì phát triển rất mạnh mẽ. Nó là côn trùng vật trung gian để nó lây các bệnh như là vằn lùn xoắn lá. Vậy thì với đối tượng côn trùng này thì chúng ta phải phòng trừ như thế nào để đạt hiệu quả cao nhất ạ? Thì hôm nay tôi sẽ đưa ra một biện pháp phòng trừ tổng hợp để phòng trừ hiệu quả nhất đối với côn trùng nguy hại trên cây họ cà. Thì đầu tiên, nếu bà con có hệ thống nhà kính, nhà lưới, đó là điều kiện mà hạn chế là tối ưu nhất đối với là côn trùng. Về biện pháp, còn những biện pháp như là dùng bẫy vàng. Và điều quan trọng nhất là đối với khi canh tác cây ớt hay cây cà thì điều kiện là cắt cành tỉa lá làm cho trên vườn cây thông thoáng. Đó là một trong những biện pháp cũng hiệu quả làm cho côn trùng hạn chế được côn trùng. Về biện pháp hóa học thì hiện nay để phòng trừ là tổng hợp hiệu quả nhất thì Singapore Sienta có sản phẩm là Minato Sata. Thì đối với khi sử dụng Minato Sata thì bà con có thể phòng trừ tổng hợp được các là bò trĩ, nhện đỏ và phòng trừ được các loại bò phấn gây hại trên ớt. Thì với sản phẩm Sienta thì chúng tôi khuyến cáo bà con nên dùng liều lượng một gói 20g với bình 25 lít. Thưa kỹ sư, đối với sản phẩm Minato Star mà kỹ sư vừa mới giới thiệu thì chúng ta có thể sử dụng ở mọi giai đoạn của cây trồng hay là như thế nào và sau thời gian bao nhiêu lâu thì nó sẽ có hiệu lực ạ? Đối với sản phẩm Minato Star thì bà con sử dụng được trên mọi giai đoạn của cây trồng và bà con nên phun theo định kỳ. Và sản phẩm Minato Star có hiệu lực này kéo dài thì khuyến cáo bà con là phun luân phiên với các dòng thuốc khác. Thời gian cách ly của sản phẩm này là bao lâu và làm thế nào để chúng ta có thể đảm bảo được cái độ an toàn của các loại cây trồng khi mà sử dụng các sản phẩm thuốc ạ?
Đối với sản phẩm Minato Seta thì trên ký ức là thời gian cách ly của sản phẩm Minato Seta là 7 ngày. Thì đối với thời gian cách ly 7 ngày thì khi chúng ta phun phòng đến thời gian thu hoạch thì là đảm bảo an toàn đối với ký ức khi thu hoạch. Xin cảm ơn chia sẻ với đồ kỹ sư. Bà con và các bạn thân mến, trước đây hoa đồng tiền chủ yếu được trồng tại khu vực thành phố Đà Lạt. Tuy nhiên, nhiều năm trở lại đây, nhận thấy loại cây trồng này phù hợp với điều kiện thời tiết khác. Nên một số bà con nông dân ở các huyện đã mạnh dạn thay đổi cơ cấu cây trồng, phát triển hoa đồng tiền và mang lại giá trị kinh tế cao. Chúng ta cùng đến với mô hình hợp tác phát triển hoa đồng tiền tại huyện Bảo Lâm. Vốn là địa bàn chuyên canh các loại cây ăn trái, cây công nghiệp dài ngày như bơ, chè, cà phê, v.v. Tuy nhiên, một số nông hộ ở huyện Bảo Lâm có diện tích ít lại chọn cách trồng các loại cây ngắn ngày để nâng cao thu nhập. 8 năm trước, anh Nguyễn Ngọc Anh Tuấn ở thôn 3, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm đưa cây đồng tiền về trồng thử nghiệm tại địa phương. Kết quả sau 8 năm, từ 500m2, anh đã nhân lên 2 sào hoa với thu nhập ổn định. Mình thấy cái cây hoa đồng tiền nó phù hợp với lại đất đai và thổ nhưỡng ở Bảo Lâm, thì mình có ý tưởng là sử dụng hệ thống nhà lưới và nhà kính mình làm được, nó hiệu quả hơn cây cà phê. Với giá bán bông đồng tiền ở tại thành phố Bảo Lộc thì năng suất cũng như là chất lượng thì có thể thu kém ở Đà Lạt hơn một chút. Còn về thu nhập thì nó cao hơn cây cà phê và cây chè từ khoảng 7 đến 8 lần. Hiện ở Lộc An đã thành lập tổ hợp tác sản xuất hoa đồng tiền nhằm đẩy mạnh liên kết và tìm đầu ra hiệu quả hơn. Với tổng diện tích của 4 hộ thành viên là hơn 7 sào. Đây là một trong các mô hình đang được Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ về nguồn giống và một phần chi phí phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Bây giờ là chỉ để kêu gọi cuộc vận động của ngân hàng chính sách nhà nước là có nguồn vốn để giải quyết việc làm, là cho bà con vay để xây dựng cái nhà kính nhà lưới này với lãi suất rất thấp là 0,5% cả năm. Đó là được 50 triệu, đó là phương hướng giải quyết việc làm. Và sắp tới đây thì cũng kiến nghị với ngân hàng nhà nước cũng hỗ trợ thêm là mức lãi suất thấp hơn nữa và cái nguồn vốn nó cao hơn nữa, cũng kiến nghị lên cấp trên rồi. Đầu ra của hoa đồng tiền ở vùng Bảo Lộc, Bảo Lâm đang khá ổn định, chủ yếu cung cấp cho các shop hoa quanh vùng. Giá hoa dao động từ 1.000 đến 1.500 đồng một cành. Với 2 sào hoa đồng tiền hiện có, đang mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình anh Tuấn khoảng 30 triệu đồng một tháng. Hiện nay thì Trung tâm Khuyến nông có hỗ trợ là dự án làm tổ hợp tác hoa đồng tiền ở xã Lộc An, thì có hỗ trợ là giống, cây giống và phân thuốc cho các nông hộ trong tổ hợp tác. Ngoài các loại cây chủ lực thì nhiều hộ nông dân trong xã Lộc An đã mạnh dạn đầu tư trồng mô hình hoa công nghệ cao và mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Đặc biệt, việc người dân đưa hoa đồng tiền vào trồng là hướng đi đúng đắn để phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, nhằm nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích. Tuy nhiên, đây là mô hình mới và đòi hỏi vốn đầu tư lớn, nên địa phương cũng khuyến cáo người dân không nên trồng tự phát ồ ạt. Và việc liên kết để sản xuất là điều cần thiết để giúp người nông dân phát triển bền vững loại cây trồng này. Thưa bà con và các bạn, hiện nay nuôi cá đang là một trong những mô hình được nhiều bà con quan tâm. Chính vì thế, nghề làm cá giống cũng theo đó phát triển. Nuôi cá giống ít công chăm sóc, chi phí đầu tư ít, lấy lại vốn nhanh. Vậy làm thế nào để cá đẻ đều ra giống tốt? Mời bà con cùng theo dõi những lưu ý sau. Để kích thích cá rô phi, cá điêu hồng đẻ thì người nuôi cần chú ý các biện pháp kỹ thuật sau. Diện tích ao nuôi để cá đẻ tốt nhất là từ 2.000 đến 3.000m2. Dùng bạt lót quanh bờ nhằm tránh thác thoát nước, sau đó dùng lưới ngăn ô. Mỗi ô có chiều ngang từ 7 đến 10 mét, chiều dài từ 30 đến 40 mét. Để thuận lợi cho việc kéo cá bột, mực nước ao cá đẻ từ 0,8 đến 1 mét. Vào tháng 11-12 dương lịch hàng năm, tiến hành bơm cạn, vét bùn, bón vôi 30kg trên 1.000m2, phơi ao từ 3 đến 5 ngày, rồi cấp nước vào ao để thả cá bố mẹ.
nên chọn cá bố mẹ cỡ 6 tháng tuổi trở lên, trọng lượng từ 100 đến 150 gram một con. Mật độ nuôi đẻ 0,5 con một mét vuông. Tỷ lệ cá đực cá cái là 1:4. Sau thời gian cá đẻ 2 năm, cần bán loại thải đàn cá này, thay đàn cá mới để cá đẻ tốt hơn. Nên chọn cá bố mẹ riêng không chung đàn nhằm tránh đồng huyết. Trong 2 tháng đầu, cho cá bố mẹ ăn thức ăn viên loại từ 22 đến 25% đạm. Sau khi cá bắt đầu đẻ, giảm xuống còn từ 18 đến 22% đạm. Khẩu phần cho ăn hàng ngày khoảng từ 1 đến 2% tổng trọng lượng đàn cá bố mẹ. Sau khi nuôi vỗ khoảng từ 1 đến 2 tháng, cá bắt đầu đẻ. Trong chu kỳ cá đẻ, để kích thích cá đẻ tốt, hàng tuần nên cho cá ăn thêm rau xanh như bèo một lần với liều lượng từ 6 đến 8% trọng lượng đàn cá. Bổ sung vitamin A, D, E vào thức ăn. Khoảng một tuần cấp thêm từ 10 đến 15cm nước mới. Vào mùa sinh sản cứ khoảng từ 3 đến 4 ngày kéo cá bột một lần. Thao tác kéo thường là hai người kéo bằng lưới từ 1 đến 2mm, kéo theo chiều dài ao. Đến góc ao thì dùng vợt vớt bỏ vào thau, đổ vào vèo, rồi sau đó đem đi tiêu thụ. Sau một thời gian đẻ, có hiện tượng cá đẻ rất ít hoặc ngưng đẻ, đồng thời trong ao xuất hiện cá tạp như lòng tông, cá con, vớt sót, v.v. Muốn cá đẻ tốt trở lại, người nuôi nên cải tạo ao thay nước mới. Cụ thể, bơm cạn nước, vét bùn, bón vôi, rồi cho nước mới vào ao, sau đó thả cá bố mẹ vào. Sau từ 3 đến 5 ngày cá đẻ lại, sau từ 5 đến 7 ngày, người nuôi kéo cá bột trở lại. Thời gian đẻ kết thúc vào đầu mùa mưa năm sau, tức là khoảng từ tháng 9 dương lịch. Sau thời gian đó, nên gom cá lại nuôi mật độ 3 con trên 1 mét vuông để cá ngừng đẻ. Bà con và các bạn thân mến, chuyên mục Chuyện Nhà Nông kỳ này của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.